Bọn mình đang chuẩn bị bữa tối và tối nay thì nhà mình sẽ ăn món bò bulgogi, cho nên là mình sẽ quay lại video để chia sẻ với mọi người công thức ấy. Để hôm nào mà mọi người ở nhà mà muốn đổi món thì mọi người có thể làm nhá. Vì đây là cái món mà mình thấy là nó rất là nhanh, rất là đơn giản, chuẩn bị cũng không hề cầu kỳ ấy. Nguyên liệu ngày hôm nay của mình thì đều có sẵn rồi ấy. Và mình thấy là đây là cái món mà kiểu thi thoảng mà mọi người nghĩ nhớ đến cái hương vị của nó cũng thèm phết đấy. Chúng ta cùng làm nhá. Mình đang chuẩn bị cái phần sốt ướp thịt bò. Tí nữa thì mình sẽ dùng luôn cái chai sốt này này. Nhưng mà mình hay thích xay thêm một ít cái nguyên liệu vào để cho cái mùi nó kiểu dậy mùi, nó đậm đà hơn ấy. Trong này có hành tây này, hành tây với tỏi, một ít củ cải với cả một miếng gừng nho nhỏ. Cái phần nước sốt của bò bulgogi này thì nó có cái vị mà kiểu ngọt dịu dịu của quả lê ấy. Nhưng mà nhà hôm nay không có quả lê, mà đi siêu thị hôm trước, đi siêu thị cũng không phải có. Nên chắc là tí nữa mình sẽ thay bằng nước lê đóng lon này. Ở trong tủ lạnh còn cái bò bắp này nên mình dùng bò bắp này luôn. Mọi người dùng bò ba chỉ cũng được, nếu mà mọi người ăn được mỡ. Chắc khoảng 1/3 lọ. Đây là cái chai mật ngô, cái siro, đường siro ngô là cái gia vị nấu ăn của Hàn Quốc. Như kiểu nha của mình ấy các bạn. Và mọi người nếu mà không có thì dùng đường cũng được. Mình dùng 3 thìa. Thêm 2 thìa đường nữa. Đây là gói gia vị bò của Hàn Quốc. Nếu mà mọi người không có gia vị này thì dùng gia vị thường cũng được. Hoặc là ấy, chỉ cần ướp luôn với cả cái sốt bulgogi này là cũng hợp lý rồi. Nhưng mà mình thì mình thích ăn kiểu nó đậm đá ấy, nên là mình thích kiểu pha chế một tí. Thêm một chút xì dầu nữa. Chắc mình sẽ cho khoảng 2 thìa canh này. Và thêm một chút dầu mè thơm nữa nhé. Sau đó thì mình sẽ ướp ở đây chừng khoảng 1 tiếng. Mình sẽ đi chuẩn bị những cái nguyên liệu khác. Wow. Cái nước lê này uống không ngon lắm. Bây giờ thì mình sẽ đi làm cái phần nước dùng mọi người ạ. Món này thì thật ra là nó ăn gần giống kiểu ăn lẩu ấy, nhưng mà chỉ khác là nghĩa là mình sẽ xếp tất cả vào trong một cái nồi và sau đó thì mình ăn, chứ không phải như lẩu là mình sẽ nhúng từng thứ một ấy. Hello anh em, lại là mình đây. Dạo này mọi người ở nhà như nào? Đã... gì lượm gì? Dạo mọi người ở nhà nào? Đã lên được cân nào chưa? Mình không hiểu sao, cứ mỗi một đợt giãn cách là lại kiểu... Bắt đầu thấy nhiều bạn là bình luận là mặt mình to thế. Gọi là một hình thức body Samsung mình ấy. Đến mình còn bây giờ còn bị body Samsung rồi. Chắc có bạn nào cái gì nói cái gì body Samsung ấy là mình ấy luôn ngồi đọc cái bình luận đấy mà cười. Mà vì cười chết thôi, không biết là có body Sony hay là body Hitachi không? Bạn dạo này mình cũng bị béo lên rồi mọi người ạ. Ở nhà thôi, ở nhà chỉ ăn thôi. Bọn mình nhá, chưa ăn xong bữa sáng thì đã kiểu đang ăn bữa sáng rồi. Chưa nên ăn gì nhỉ? Sau nay ăn chưa? Tối nay ăn gì nhỉ? Có hai vợ chồng mình ăn thôi, cho nên là mình làm có 1/2 cái nồi này nước. Trong này thì mình cho vào đây để ninh thêm cả hành tây với cả củ cải cho nó ngọt nước ấy. Không hiểu sao mình thấy các món Hàn Quốc mọi người rất hay dùng củ cải với hành tây để ninh nước ấy. Thì chắc là tại vì là nó sẽ cho cái vị ngọt tự nhiên từ củ quả. Mình thấy khá ngon, mình ăn gì mình cũng hay cho vào. Nhưng mà phải nói một điều công nhận ấy, là cái thịt bò món bulgogi này rất là ngon. Mình vốn đã là người thuộc team thịt bò rồi, nhưng mà cái bò này nó lại tẩm ướp ấy, rất là ngon. Chúng nói đây là chảy hết cái nước miếng rồi. Mình sẽ cho thêm vài cái miếng rong biển khô này vào để ninh nước này này. Cái này không phải là cái rong biển mà mình hay nấu canh rong biển đâu, mà nó là cái miếng rong biển cứng để chỉ để ninh nước để cho nó ngọt nước thôi ấy. Rồi sau đấy thì sẽ cho nốt cái phần nước lê này vào. Bình thường có quả lê thì nó sẽ ngon hơn ấy. Cho thêm ít gia vị bò của Hàn Quốc vào. Thêm một ít nước tương. Nó khá là giống cái vị mà mình ướp thịt bò.
cái phần nước dùng đấy thì mọi người có thể nêm nếm một chút cho nó vừa với khẩu vị. Tại vì bình thường ấy, cái vị của bulgogi thì nó khá là ngọt, cái vị ngọt lờ lợ nó khá nhiều ấy. Thế là mình thì mình sẽ kiểu điều chỉnh một chút để cho cái vị nó hài hòa hơn, kiểu mặn mặn ngọt ngọt nó hài hòa hơn ấy. Mình hay cho thêm một chút nước mắm của Việt Nam nữa thì nó thơm và nó dậy mùi, thế là nó khá là hợp với cả cái kiểu ăn của mình ấy. Món này ăn kèm với miến rất là ngon nên mình đang ngâm cho nó mềm miến ra. Rồi, món này rất nhanh mọi người ạ. Bây giờ mình sắp được ăn rồi. Hộp nấm. Mấy cái rau củ này thì kiểu mình thích ăn cái gì hay trong tủ lạnh có gì thì mình cho vào cũng được. Mọi người biết là mình đang làm gì không? Mình đang độn rau đó mọi người, điêu không? Nhà này làm ăn hơi điêu ấy nhá. Hơi điêu, đang độn rau ở bên dưới. Nhưng mà gọi là xét một cách khoa học thì cái việc trình bày này sẽ giúp món ăn đẹp hơn đúng không? Chứ không chỉ đơn thuần là độ. Thực ra là cái nồi này nó sâu quá, phải độ lên thì đồ ăn nó mới kiểu nó mới hiện hình lên trên được. Có cái thử thách con dâu quốc dân là phân biệt các loại cải, em có phân biệt được không? Em phân biệt được. Đỉnh đấy. Chỉ trừ mấy cái loại mà kiểu là ở Hà Nội nó không phổ biến ấy, nó chỉ là những cái rau kiểu đặc sản đặc trưng ở một số vùng ấy. Hoặc là những cái vùng cao ấy thì cái đấy thì chịu. Mình không được ăn thì sao phải biết đúng không? Cho phần bò ướp lúc nãy lên trên. Như này là kiểu thịt bò nó đã tái tái rồi đúng không? Chị ơi. Uầy. Món này thì chuẩn bị rất là nhanh mọi người ạ. Thực ra đây là cái nồi này nó mang tính chất là kiểu của một cái rất là hợp để kiểu vét tủ lạnh ấy đúng không? Khi mà vét tủ lạnh. Món này thì nó cũng kiểu nhanh gọn ấy mà nó cũng rau củ quả thịt thà đủ chất ấy. Còn miến thì phải đợi một lúc chắc phải tầm 10 phút ấy. À, thử nước dùng nào. Nhìn cái bò này, bò bằm trông như là kiểu phở Hà Nam đấy. Uầy, nước ngon đấy. Các bị đòi ăn. Các bị ăn rồi mà. Ngồi đây. Giờ chất lượng. Lúc nãy là mình không nhìn thấy được cái đáy nồi nó ở đâu để mình cho nước ấy, là nước này là hơi nhiều. Lúc nãy cho là tưởng ít. Ôi, ngon nhờ. Nhớ là ngọt. Thực ra cái vị ngọt này nó kiểu đem nó rất là dễ chịu, ngọt thanh ấy, chứ không phải là kiểu ngọt kiểu lờ lợ. Lúc đầu là mình thấy là cho cái nước lê vào ấy, thôi lại còn mật ngô à, mình lại tưởng là sẽ kiểu ngọt ngọt kiểu ấy cơ. Nhưng mà thực ra là bulgogi thì cái vị của nó khá là ngọt lợ đấy. Nhưng mà mình đã kiểu nêm nếm lại nó cho nó vừa cái khẩu vị mà cái kiểu mà bọn mình thích ăn đấy. Mình phải dùng cái muối này, mình đổ nước lẩu vào bát cho nó nhanh nguội. Đấy, cái bò này mà mọi người ướp càng lâu ấy thì cái vị của nó sẽ càng ngấm. Mình thấy có người họ ướp qua đêm cơ. Ủa, cầu kỳ thế. Bò mềm rõ mà. Của mình mềm thơm.
Ở nhà bảo sao cứ lên cân mọi người ạ. Đấy, ở nhà cả ngày là chỉ hò nhau xem là hôm nay ăn gì, tối nay ăn gì, nghĩ ra món gì ngon ngon. Kiểu nhà có nhiều thời gian mà, cho nên là lại hay kiểu mầy mò, hay thích kiểu nghĩ ra món này món kia ấy. Nà mọi người, mà body Samsung của mình nhá, mọi người đã mất động lực, đã không làm video cho mọi người xem đâu. Uầy, cái món này đúng là cái bò này rất là ấn tượng. Miến như được rồi ấy. Anh ăn này thấy thích mềm thì để thêm một tí nữa, còn bây giờ ăn thì cũng gọi là ăn được rồi, hơi sần giòn. Bình thường cái món bò bulgogi này mà xào lên cũng rất là ngon nhỉ ạ. Cũng tẩm ướp y hệt như thế, nhưng mà mình sẽ xào với nấm. Xào, Hôm trước mình có hỏi mọi người, không biết là ở nhà thì mọi người thích xem video gì ấy. Thì rất là nhiều bạn đã nhắn bảo mình là làm những video nấu ăn này, và cả daily vlog nữa. Nên chắc là trong thời gian này bọn mình sẽ chăm chỉ làm nhiều video nấu ăn. Ngày mai thì sẽ làm một cái daily vlog xem là một ngày ở nhà thì bọn mình sẽ có những cái hoạt động gì. Ở nhà thì đấy, quanh đi quẩn lại, chỉ có ăn xong nghĩ thêm xem ăn gì, chưa đi ăn gì, tối đi ăn gì. Mình cũng có một hoạt động nữa, đó là xem Olympic. Nước này ăn rất vào luôn. Công nhận. Thế là mình thấy ở nhà này món này cũng khá là tiện đấy. Mình thấy khá dễ làm. Từ sau hôm nay mình xem công thức rồi, thì lần sau mình có thể tự làm được. Đấy, bình thường nhá, những cái hôm quay như này thì mới đứng để xem mình làm xem là có những cái gì. Chứ còn không à, những cái lúc nào không quay là chỉ lắm mồm thôi, chỉ đứng ở ngoài. Mình đứng ở ngoài củ cũ, sau đấy mình rửa bát. Các bạn ở ngoài lắm mồm. Các bạn đòi hỏi gì hơn ở một người chồng đúng không? Quên mất giá đỗ tương mọi người ạ. Món này có giá đỗ ăn rất ngon. Lúc nãy rửa rồi xong quên mất. Nãy trong đầu đã chỉ nghĩ đến thịt nên mình đã quên mất món này. Bạn nãy kể cứ rót từ từ vào này. Hợp lý hơn. Giá này được chưa ra? Hay phải chờ lên? Chưa, cái giá này nó lâu lắm. Thịt lúc nãy rất mềm. Ăn cái này chỉ múc hết cái nước này thôi. Vì thịt bò đun ở trong này này, là bao nhiêu cái nước tinh túy ra, biết hết ra phần nước rồi. Ngọt thỉu luôn. Thịt bò này kể cả khó mà ăn hết topping mà thừa nước thì vẫn nên giữ lại. Tôi mình đi Hàn ấy, mình đã được nghe anh hướng dẫn viên anh ấy bảo là người Hàn này họ bên cạnh chuyện ăn ngon ấy, là họ còn rất là chú trọng đến cái vấn đề sức khỏe, nghĩa là ăn ngon và phải ăn đủ chất, ăn những thứ tốt cho sức khỏe. Thì mình thấy là đúng là ở Hàn Quốc họ cũng làm theo kiểu như vậy, một cái nồi lẩu rất là đủ dưỡng chất, thịt nhá, rồi đủ rau, đủ nấm, giá đỗ nữa, nói chung là rất là ngon vừa tốt cho sức khỏe vừa đẹp. Giá đỗ tương cho vào cái món này rất là hợp luôn. Mà lúc nãy lại quên mất không trang trí, xếp vào nồi cho nó đẹp. Đúng là cái giá đỗ ấy, đến tầm này là nó bắt đầu nhừ nhừ rồi. Ăn nó cái đầu ấy nhỉ? Nó vừa giòn, nó lại vừa vừa thơm. Đấy, chính là cái món này nó chỉ ăn kiểu như là xào xào thôi mọi người ạ. Ít nước thôi. Nên là hôm nào mà ở nhà mà muốn đổi món thì mọi người có thể làm một nồi lẩu bulgogi ăn với cả miến giống như của mình. Mình thấy cái món này ưu điểm lớn nhất của nó theo mình nghĩ là nó phù hợp với mọi đối tượng, từ người già trẻ nhỏ, thanh niên ăn đều thấy thích, đều thấy thơm ngon. Mà nhất là mình thấy là người lớn tuổi một chút ấy, các cụ thì rất là thích cái vị ngọt của nước, thì mình nghĩ là cái món này nó sẽ như thế. Vì là đồ Hàn Quốc nhìn chung ấy thì thường nó khá là cay, nhưng mà nhiều khi là kiểu cụ già hay là em bé là sẽ hơi khó ăn một tí, thì món này nó lại không như vậy. Hy vọng là mọi người sẽ có thêm một cái gợi ý nữa cho cái bữa ăn tiếp theo của các bạn. Bò bulgogi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Hãy gặp lại trong những video tiếp theo. Này, mình có cuốn sổ tay thủ vật hơi bị dày đấy. Những ai mà ăn body Samsung thì được đấy, ghi vào hết. Cẩn thận đấy.